Văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng. Lời giới thiệu bài văn khuyến pháp tâm Bồ Đề. Khuyến pháp là chúng ta vốn chưa phát tâm. Này Đại sư Tỉnh Am, dùng ngôn ngữ vô cùng hợp lý, hợp pháp để khuyên nhắc khuyến khích chúng ta, khiến chúng ta phát tâm. Phát tâm gì? Chính là phát tâm Bồ Đề. Thế nào là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm rõ ràng, sáng suốt, tâm bỏ mê, quay về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm không có các tướng ủy khúc quanh co, cũng chẳng có các hành vi bất chánh. Tâm Bồ Đề cũng có thể nói rằng là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha, tâm tự lợi lợi tha. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là giác đạo. Giác đạo có nghĩa là hiểu rõ đạo, khiến chúng ta hiểu rõ đạo này, hiểu rõ con đường này. Hiểu rõ đạo mới có thể tu hành, nếu không hiểu đạo thì không thể tu hành. Thường hay điên đảo, cho phải là trái, cho trái là phải, trắng đen không rõ, nón dày lẫn lộn, vị trí đảo ngược. Hiểu rõ đạo thì có thể đi trên con đường chân chánh, không hiểu rõ đạo thì sẽ bước vào đường tà. Tóm lại, không làm các việc ác, làm các điều lành, đó chính là tâm Bồ Đề, cho nên cũng chính là giữ gìn giới luật. Chúng ta giữ gìn giới luật quy củ, đó chính là tâm Bồ Đề. Không giữ gìn quy củ, tức là làm mất đi tâm Bồ Đề, đó chính là ý nghĩa khái quát của tâm Bồ Đề. Văn là văn chương, vì nó là từng thiên, từng chương, nên gọi là văn chương. Nó có các loại văn pháp như khai hợp chuyển tích, có chi hồ giả dã hĩ yên tai, lại có khởi thừa chuyển hợp và lời văn viết ra mạch lạc gọn gàng, trong đó bao gồm nhiều ý nghĩa. Bài văn khuyến pháp tâm Bồ Đề này cũng giống như kinh điển vậy, tuy chữ không nhiều nhưng lý luận của bài văn rất viên mãn. Vì thế trong Phật giáo, bài văn này chiếm địa vị vô cùng quan trọng. Nguyên văn: Âm Hán Việt, cổ hàng Phạm Thiên tự Sa Môn Thật Hiển soạn. Dịch: Sa Môn Thật Hiển chùa Phạm Thiên cổ hàng soạn giảng. Cổ hàng từ xưa đến nay đều có một chỗ như thế, là chỗ nào? Chính là Hàng Châu. Hàng Châu là nơi Phật Pháp phát triển hưng thạnh, có Tây Thiên Mục, Đông Thiên Mục, Nam Thiên Mục, Bắc Thiên Mục, lại có Thiên Thai Sơn, bảy đời chư Phật quá khứ đều xuất thế tại đây. Tại sao Trung Quốc có nhiều chúng sanh có căn tánh đại thừa như thế? Chính là vì chư Phật trước kia thường chọn Trung Hoa làm nơi xuất thế, vì thế chủng tử đại thừa vốn đã gieo trồng tại đây. Chùa Phạm Thiên, Phạm có nghĩa là thanh tịnh, chính là ngôi tự viện thanh tịnh thiên này. Sa môn, sa môn là tiếng Phạm, là tiếng gọi chung của người xuất gia, dịch là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Riêng tu giới định huệ có nghĩa là không điên đảo, dứt trừ tham sân si, có nghĩa là không hồ đồ, không có vô minh. Vì thế danh hiệu chung của người xuất gia gọi là cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Vậy thì vị xuất gia này pháp hiệu là gì? Chính là Thật Hiền. Ngài vốn gọi là Tư Tề, chính là Kiến Hiền Tư Tề Yên. Thấy người hiền có đức hạnh thanh cao, muốn cố gắng làm cho được bằng người, lại có một tên riêng gọi là Tỉnh Am. Vì thế người ta thường gọi Tỉnh Am Đại Sư khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn. Soạn là soạn thuật, thuật là nói ra, soạn là đỗ soạn, chính là viết ra. Vậy thì bài văn này do ai soạn? Chính là do Đại sư Tỉnh Am biên soạn. Sau khi Ngài biên soạn ra, không biết đúng hay sai, vì thế nên khách khí, chỉ nói là soạn, không nói là do Ngài trước tác. Lại nữa, Ngài cho rằng ý nghĩa mà Ngài viết ra trước kia chưa có. Vậy thì sau này có không? Không biết được, vì thế gọi là đỗ soạn. Đỗ soạn chính là chỉ có một, không giống với người khác, cũng chính là sáng tạo ra hình thức độc đáo mới mẻ khác người. Phần tựa, nguyên văn: Âm Hán Việt, bất tiếu ngu hạ phàm phu tăng thật hiển, khấp huyết khề tảng ai cáo hiện tiền đại chúng, cập đương thế tịnh tín nam nữ đẳng, duy nguyện từ bi thiểu gia thính sát. Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ tu hành cấp vụ, lập nguyện cư thiên, nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo kham thành, cầu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp, y nhiên hoàn tại luân hồi, tùy hữu tu hành tổng thị đổ lao tân khổ, cố hoa nghiêm kinh vân,
Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Vong thất thượng nhĩ, huống vị phát hồ, cố chi dục học, Như Lai thừa, tất tiên cụ phát bồ tát nguyện, bất khả hoãn dã. Dịch: thật hiền tôi là kẻ phàm phu tăng, bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu, cúi đầu kính lạy, đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Cuối mong quý vị thương xót lưu ý một chút mà nghe và xét cho. Từng nghe cửa yếu để vào đạo, thì sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành, thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Nên Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu quên mất tâm bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? Cho nên muốn học Như Lai thừa thì trước phải phát bồ tát nguyện, không thể chậm trễ vậy. Giảng: bất tiếu là không giống cái chi, không giống trí huệ của chư Phật Bồ Tát cao tăng đại đức từ xưa. Vì các ngài có trí huệ, vì thế bất luận viết ra cái gì đều rất đáng tin cậy. Bất tiếu còn có cách giải thích khác, ví dụ cha là quan lớn, còn mình chỉ là một kẻ nông phu, vì thế gọi là bất tiếu. Hoặc cha là người giàu có sang trọng, mình lại là người nghèo hèn cực khổ, đó cũng gọi là bất tiếu. Tóm lại, không bằng tiền nhân, gọi đó là bất tiếu. Giống như vua Nghiêu nhường thiên hạ cho vua Thuấn, không chuyển cho con mình là Đan Chu, vì Đan Chu bất tiếu. Vì thế, ngài chuyển thiên hạ cho người khác. Bất tiếu cũng chính là không giống với cha, không giống với tổ tiên, mà Đại sư Tỉnh Am bất tiếu. Ý là nói tư tưởng tâm lý của ngài không giống với chư Phật, chư Bồ Tát. Tại sao không giống? Vì ngài không có trí huệ của Phật và Bồ Tát. Thật hiền tôi là kẻ phàm phu tăng, bất tiếu, ngu hèn. Tôi là kẻ phàm phu, không phải là bậc thánh nhân. Kẻ phàm phu tăng này là ai? Là thật hiền. Tuy ngài là phàm phu tăng ngu hèn, rất ngu si, rất hạ liệt, là kẻ phàm phu bạc địa, nhưng ngài có tấm lòng thành, có chân tâm, nói ra lời chân thành phát xuất từ chân tâm. Chân thành đến mức độ nào? Chính là khóc ra lệ máu, khóc đến nỗi ra máu. Quý vị thử tưởng tượng, nếu không phải chân thành đến cực điểm, khóc đến cực điểm, thì làm sao khóc ra lệ máu? Không bao giờ. Tuy đây là từ hình dung, nhưng cũng chính là sự biểu lộ tâm chân thành tha thiết của ngài. Cúi đầu kính lại, chính là dập đầu xuống đất. Đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền. Tôi khóc không ra tiếng, đau buồn khẩn thiết thưa với đại chúng hiện tiền. Đại chúng này bao gồm xuất gia, tại gia và tất cả chúng sanh. Không những chỉ loài người, mà tất cả chúng sanh khác đều bao gồm bên trong. Đại là quảng đại rộng lớn, chúng là chúng sanh. Vì thế ở đây không những nói về người, mà bao gồm tất cả chúng sanh, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Đây cũng có thể nói là hiện tại, cũng chính là đương thời, cũng giống như hiện tiền vậy. Nhưng về mặt văn pháp thì ngài dùng như thế. Thiện nam tín nữ vân vân cũng chính bao gồm tất cả người tại gia ở trong. Cuối mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho. Tôi hôm nay chỉ mong quý vị mỗi người tử bi thương xót, để ra một chút ít thời gian nghe lời tôi nói và xem xét, suy nghĩ. Chữ xét này chính là xem xét, suy nghĩ, tiếng Anh gọi là think it over. Từng nghe cửa yếu để vào đạo thì sự phát tâm làm đầu. Tôi thường nghe người ta nói rằng, nói cái gì? Nói nếu muốn tu hành học đạo thì con đường chính yếu quan trọng của nó là gì? Nhất định trước cần phải phát tâm bồ đề, đây mới là điều quan trọng nhất. Việc khẩn cấp tu hành thì sự lập nguyện đứng trước, tu hành thì điều quan trọng nhất. Cần phải hiểu là gì? Đó là cần phải phát nguyện, nếu không phát nguyện thì không thể tu hành, dù nói rất nỗ lực tu hành cũng đều là giả. Vì ngay cả nguyện chúng ta còn không dám phát thì còn tu đạo gì? Bạn nói tu đạo chính là đang gạt người vậy, nếu chân chánh muốn tu hành tại sao không dám phát nguyện? Vì thế nói tu hành thì sự lập nguyện đứng trước, trước cần phải lập một nguyện. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh. Chúng ta đã có nguyện lực có nghĩa là đã có thuyền bè mới có thể độ người. Nếu không có thuyền thì làm sao có thể độ người, đưa người đến bờ bên kia. Nguyện giống như chiếc thuyền vậy. Nếu chúng ta không có nguyện thì dù nói tôi tu hành,
A, nhưng đến lúc đó thì quên mất không còn nhớ nữa. Vì thế lập nguyện đứng trước, khi đã có nguyện hộ trì mới có thể hóa độ chúng sanh. Tâm pháp thì Phật đạo có thể thành. Nếu ông đã phát tâm Bồ Đề thì mới có đủ tư cách thành Phật. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không có cơ hội thành Phật. Cho nên điều này rất vô cùng khẩn thiết, vô cùng quan trọng. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền, kiên cố. Nếu như ông không phát tâm rộng lớn mà cứ hẹp hòi nhỏ mọn, một chút thiệt thòi cũng không chịu, cũng không thể xả bỏ, thì cần phải lập nguyện kiên cố vững bền nhất. Nguyện này tôi đã trình bày, nhất định cần phải làm như thế, không thể thay đổi. Đó gọi là nguyện kiên cố vững bền. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện kiên cố vững bền, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có trải qua nhiều kiếp như số vi trần cũng không thể thoát ra vòng luân hồi. Luân hồi chính là lục đạo luân hồi, thiên đạo, nhân đạo, Atula là ba thiện đạo và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba ác đạo. Vẫn phải xoay chuyển trong vòng luân hồi, dù cho là làm việc lành nào, hoặc là sanh thiên, hoặc làm người hưởng phước báu cũng không có ý nghĩa gì, vẫn y nguyên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, tuy ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nhưng bất luận chúng ta cố gắng bỏ ra bao nhiêu công phu đều là uổng công lao nhọc một cách vô ích, rất cực khổ. Chúng ta tu pháp môn gì cũng không phải cứu cánh. Nên Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu như quên mất tâm Bồ Đề dù có tu các pháp lành, cũng là tu các nghiệp thiên ma ở sáu cõi trời dục giới. Vì vô minh của mình chưa đoạn, tâm dâm dục chưa đoạn, tu các pháp này đều là tạo nghiệp thiên ma. Quên mất tâm Bồ Đề chính là niệm không thanh tịnh. Nếu niệm thanh tịnh chính là tâm Bồ Đề, tâm niệm không thanh tịnh chính là ma nghiệp. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? Quên mất tâm Bồ Đề, dù tu các pháp lành cũng đều là ma nghiệp, huống hồ là chưa phát ư? Nếu không phát tâm Bồ Đề, thì chúng ta có thể tu cái gì? Tu cái gì cũng đều là ma nghiệp. Cho nên muốn học Như Lai Thừa, thì trước phải phát Bồ Tát nguyện, không thể chậm trễ vậy. Vì thế cho nên chúng ta muốn học Phật Pháp, muốn học Phật Thừa, nhất định trước phải phát nguyện lực Bồ Tát. Nếu chúng ta không phát nguyện lực này, thì thường xoay chuyển trong hang động của ma, cứ lui tới trong hang động của ma. Vì thế tâm Bồ Đề này chúng ta không thể chờ đợi, không thể nói rằng chúng ta sau này sẽ phát tâm Bồ Đề, lập nguyện Bồ Tát, không thể như thế được. Chúng ta nhất định phải ngay hiện tiền, lập tức phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, mới có thể vượt ra vòng luân hồi, liễu thoát sanh tử. Nguyên văn âm Hán Việt: nhiên tâm nguyện sai biệt, kỳ tướng nãi đa, nghiệp bất trì trần, như hà xu hướng. Kim vị đại chúng, lược nhi ngôn chi, tướng hữu kỳ bát, sở vị tà, tránh chân, ngụy, đại tiểu. Thiên viên thị giã, vân hà danh vi tà, tránh chân, ngụy, đại tiểu, thiên viên gia. Thế hữu hành nhân, nhất hướng tu hành, bất cứu tự tâm, đãn tri ngoại vụ, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc hiếu danh văn, hoặc tham hiện thế dục lạc, hoặc vọng vị lai quả báo, như thị phát tâm, danh chi vi tà, ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hiểu bất tham dục lạc quả báo, duy vị sanh tử vị Bồ Đề, như thị phát tâm, danh chi vi chánh. Dịch: nhưng tâm nguyện vốn có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không chỉ ra, thì làm sao biết mà xu hướng đến. Nay xin vị đại chúng mà ước lược trình bày, sự phát tâm lập nguyện gồm 8 tướng là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Như thế nào là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên? Đời có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc mong cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh, hoặc ham dục lạc hiện đời, hoặc mong cầu phước báo mai sau. Phát tâm như vậy gọi là tà. Đã không mong cầu hư danh lợi dưỡng, lại không ham quả báo dục lạc đời sau, chỉ vì mong liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc Bồ Đề, phát tâm như vậy gọi là chánh. Rằng: nhưng tâm nguyện vốn có nhiều, đã là như thế, chúng ta nhất định phải phát tâm Bồ Đề, lập nguyện kiên cố vững bền. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không bao giờ có thể thành tựu Phật đạo. Không lập nguyện kiên cố vững bền thì sẽ không đạt đến mục đích, không đạt đến chỗ cứu cánh. Nhưng tâm nguyện phát ra có rất nhiều loại không giống nhau, vì thế nên nói tướng trạng khác nhau. Phát tâm chính là tư tưởng của người,
mục đích của người, chí nguyện của người, mục tiêu của người, căn tướng này rất nhiều, có thể nói nhiều đến 84.000. Nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà xu hướng đến? Nếu tôi không chỉ ra rõ ràng điều này, không trình bày cặn kẽ, thì làm sao quý vị biết mà tiến lên phía trước? Xu là tiến lên phía trước đến chỗ đó, hướng là hướng đến chỗ đó, đối diện với chỗ đó gọi là đối hướng. Xu hướng chính là ta làm sao để có được mục tiêu, ta làm sao để có phương châm tông chỉ. Này xin vị đại chúng mà ước lược trình bày. Đại sư Tỉnh Am nói, tôi này vì đại chúng ước lược trình bày những điều quan trọng. Lược là giản lược, không thể nói hết, nói đơn giản một chút, nói ít một chút. Sự phát tâm lập nguyện gồm 8 tướng. Tướng trạng này tổng quát thì có 8 loại. 8 loại là gì? Là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Có tà, có chánh, có chân, có ngụy, có đại, có tiểu, có thiên, có viên. Thế nào gọi là tà? Chính là lòng ích kỷ, chỉ biết lợi ích riêng mình. Thế nào gọi là chánh? Chánh là không ích kỷ. Thế nào gọi là chân? Chính là lợi người không lợi mình. Còn ngụy chính là lợi mình không lợi người. Quý vị dùng 6 đại tông chỉ để xem thì có thể hiểu rõ. Thế nào gọi là tiểu? Thế nào gọi là đại? Tiểu chính là vì mình, đại là vì đại chúng. Nên nói, vì người không vì mình, cuối cùng là Phật thể. Vì mình không vì đại chúng, rốt cuộc uổng phí cuộc đời. Dù có bỏ cả sinh mạng mình cũng không có ích dụng gì. Đại là phát tâm quảng đại, cũng chính là hành Bồ Tát đạo. Vậy nếu không phát đại tâm mà phát tiểu tâm thì sao? Chính là không hành Bồ Tát đạo. Ích kỷ tự lợi, tranh giành, tham lam, ham cầu, chỉ tính toán cho mình, đó đều là tiểu. Nếu lo toan cho đại chúng, trí công vô tư, chánh trực, không thiên vị, khắp cùng cúng dường, lấy pháp giới làm thể, lấy hư không làm dụng, đó gọi là đại. Thiên là thiên về một bên và một chỗ nhỏ không có viên dung. Viên là bao la vạn hữu, chính là viên mãn bồ đề, không có chỗ nào mà không bao bọc, chẳng có chỗ nào mà không dung chứa. Tôi có một bài kệ tụng có thể dùng để hình dung cái viên này. Pháp giới vi thể hữu hà ngoại, hư không thị dụng vô bất dung, vạn vật bình đẳng lìa phân biệt, nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông. Dịch: pháp giới là thể có chi ngoài, hư không là dụng đều dung chứa, vạn vật bình đẳng lìa phân biệt, một niệm không sanh bật ngữ ngôn. Viên chính là pháp giới là thể có chi ngoài, lấy pháp giới làm thể thì có cái gì ở bên ngoài pháp giới đâu? Hư không là dụng đều dung chứa, hư không là một đại dụng thì không có gì không bao bọc bên trong. Vạn vật bình đẳng lìa phân biệt, đối với vạn sự vạn vật đều xem bình đẳng. Một niệm không sanh bạt ngữ ngôn, một niệm không sanh được ngôn ngữ tuyệt. Đây có thể nói là viên. Ở đoạn văn sau, Đại sư Tỉnh Am sẽ giải thích thiên viên. Ở đây tôi chiếu theo ý nghĩa đại khái của chữ để giải thích mà thôi. Bài văn khuyên phát tâm bồ đề của Đại sư Tỉnh Am nếu kết hợp với 6 đại tông chỉ của chúng ta thì như áo trời không thấy vết chỉ may, thật là hoàn hảo toàn mỹ. Như thế nào là tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên? Để có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm. Thế gian có người tu hành, hành nhân là người tu hành, là người xuất gia. Người ấy tu hành thì tu hành, nhưng cứ mãi chấp trước, chuyên làm những việc bên ngoài. Ví dụ hàng ngày bái sám lễ Phật tụng kinh, chỉ để cho người ta xem, còn mình thì không biết hồi quang phản chiếu. Trong tâm mình có bái sám không, có niệm Phật chăng, có lễ Phật chăng, có tụng kinh chăng? Niệm ở trong tâm mới gọi là chân. Nếu cứ làm những việc ngoài mặt màu mè, làm điệu bộ như mình là lão tu hành, bất luận dụng công phu gì đều muốn cho người ta xem. Ví dụ quét nhà, quét sân cũng đợi có người đến mới quét, cho người ta biết mình đang làm việc cực khổ. Cứ làm những việc bên ngoài chẳng những không có công đức mà còn là tà. Đó chính là không chánh đáng, chỉ để khoe công. Đối với người có chút việc lành, việc tốt nào bèn nói: bạn biết không, vì bạn mà tôi như thế à. Khiến người ta cảm kích mình, đó gọi là tà. Quý vị nên triệt để hiểu rằng, thi ân không cầu báo, giúp người không hối hận. Đối với ai có điều tốt gì, đều nên quên đi, không nên thường nhớ đến. Mở miệng là nhắc đến mỗi ngày từ sáng đến tối. Cứ dùng cái này làm quảng cáo, làm bảng hiệu. À, tôi đã làm việc tốt đó. Bạn có biết không, ngôi chùa ở đó là do tôi tu bổ. Bạn có nhìn thấy trên tấm biển có tên của tôi chăng? Sợ người khác không biết đến mình, kêu người ta nhìn trên tấm biển có tên mình không? Cứ ở chỗ đó tham danh vọng lợi dưỡng, đó chính là tà.
Nếu không phải người như thế thì chính là chánh. Vì thế tà chánh thì trái ngược nhau, tà thì thuộc về âm, chánh thì thuộc về dương. Tà thì nhìn không thấy trời, nhìn không thấy ánh sáng, chánh thì chánh đại quang minh, bất luận chỗ nào cũng đều có thể làm được. Có người tu hành từ trước đến nay không ngờ tự tâm dụng công phu, chuyên môn hướng bên ngoài rong ruổi tìm cầu, chỉ lo những việc ở ngoài, chỉ biết làm những việc bề mặt bên ngoài như tụng kinh cho người, bái sám cho người. Bạn xem rất náo nhiệt từ sáng đến tối, mệt muốn chết, vô cùng khổ cực. A, ta thật là vì pháp quên mình, các ông có biết tôi không? Đó là cứ mãi khoe công với người, biểu thị đức hạnh của mình, tuyên dương thanh thế, không thể giấu kín tài năng, không có tu dưỡng, không có hàm dưỡng. Tại sao người này chỉ rong ruổi đeo đuổi theo những việc bên ngoài hoặc mong cầu lợi dưỡng? Chính là vì lợi ích cho chính mình, dạy người cúng dường mình, tin tưởng mình, bảo người hoặc là trưng nhân sâm, hoặc là nấu nấm mèo cho mình ăn, hoặc là vì thế các ông, nếu là đệ tử chân chánh của tôi, không ai được làm thức ăn cho tôi dùng. Dù sao đi nữa, hiện nay tôi vẫn chưa chết đói mà. Ông này nấu nồi canh, ngày mai lại làm món khác, rườm rà thật đáng ghét. Quý vị cho rằng đó là thành tâm chăng? Ông không nghĩ đến rằng đó là giúp kẻ xấu làm điều ác, chính là làm một người tu hành không còn tu hành nữa. Quý vị hiểu chưa? Vì thế không nên cúng dường riêng cho người nào, hoặc ưa thích hư danh, hoặc là mong muốn kẻ khác đi khắp nơi thay mình tuyên truyền. Thầy đó thật là lão tu hành, thật là vị đại tu hành A, thật là tốt A, như thế A. Phái rất nhiều thủ hạ, rất nhiều nhân viên đi khắp nơi tuyên truyền, giống như xí nghiệp hóa Phật giáo chăng? Đây chính là tội nhân trong Phật giáo, kẻ bại hoại trong Phật giáo. Phật giáo làm sao xí nghiệp hóa được? Muốn xí nghiệp hóa thì ra khỏi nhà xuất gia gì? Ở nhà cũng có thể làm xí nghiệp, ai cũng đều có thể buôn bán kiếm tiền. Tại sao người xuất gia Phật giáo đồ lại làm xí nghiệp? Người thường còn nói, ai ra xí nghiệp hóa Phật giáo hay à, được à. Đi về hướng địa ngục mà còn không biết, lại còn cho rằng hay, rằng tốt. Đó chính là cầu mong lợi dưỡng, cứ mãi kêu người đưa tiền cho mình. Ô, ta làm cái này, thật là tham cái danh vọng hão huyền. Hoặc ham dục lạc hiện đời, loại người xuất gia này hiện tại tham dục lạc thì làm việc gì? Suốt ngày ăn ăn uống uống, lại ăn thịt uống rượu, lộn xộn bừa bãi, cái gì cũng đều làm, đó chính là tham dục lạc hiện tại, đó không phải là gieo giống địa ngục thì là cái chi? Hoặc mong cầu phước báo mai sau, hoặc là nay làm có thứ công đức là vì mong muốn tương lai làm quốc vương, hoặc làm như thế để tương lai có quả báo tốt như thế. Đó đều là tà. Khi tôi nói thì nói hết những gì tôi biết. Tôi biết thì không gì không nói. Đã nói thì không gì không nói cho hết. Phát tâm như vậy gọi là tà. Quý vị đã không nhận thức, lại A-dua phụ theo. À, chỗ đó xây dựng rất hay, rất đẹp, giống như hoàng cung vậy. Hoàng cung thì làm sao? Vua trong hoàng cung vẫn đọa lạc như thường. Có gì hay ho đâu. Các ông không hiểu đạo lý, cứ mãi chạy theo tà chi tà kiến, tham sự náo nhiệt, nhất thời thì không nên. Cái gì gọi là chánh? Đã không mong cầu hư danh lợi dưỡng, đã không tham danh vọng lợi dưỡng, cũng không muốn làm cho thanh danh của mình rộng lớn, cũng không muốn mọi người cúng dường cho mình, lại không ham quả báu dục lạc đời sau, cũng không tham dục lạc, cũng không nghĩ đến việc hưởng thụ. Tôi không thể nói tôi chánh, nhưng tôi nói với các ông, tôi đến nước Mỹ hơn 20 năm, chưa bao giờ đi đến Disneyland. Các ông thử nghĩ xem, các ông đến nước Mỹ, phần đông đều đi tham quan Disneyland. Thậm chí không ít người xuất gia đến nước Mỹ cũng đều muốn tham quan Disneyland. Còn tôi là người quê mùa nên không đi tham quan, tôi cũng không muốn biết cái đó. Vậy không tham vọng dục lạc, cũng không tham hưởng thụ quả báo. Chỉ vì mong liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc bồ đề, chỉ là vì mong liễu thoát sinh tử, vì mong giác ngộ, mong cầu trí huệ chân chánh. Phát tâm như vậy gọi là chánh, phát tâm như thế gọi là chánh. Nếu không phải vì liễu thoát sinh tử, không phải vì phát tâm bồ đề, đó chính là tà. Vì thế, mọi người nên nhận rõ điều này. Không nhận rõ điều này, tu hoài, tu mãi đều là ma nghiệp, đều là quyến thuộc của ma vương. Nguyên văn âm Hán Việt: niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, văn Phật đạo trường viễn, bất sanh thối khiếp, quán chúng sanh nan độ, bất sanh yếm quyện, như đăng vạn nhẫn chi sơn, tất cùng kỳ đảnh,
như thướng kiểu tằng chi tháp, tất tháo kỳ điên, như thị phát tâm, danh chi, vi chân, hữu tội bất xám, hữu quá bất trừ, nội trược ngoại thanh, thủy cần trung đãi, tùy hữu hảo tâm, đa vị danh lợi, chi sở giáp tạp, tùy hữu thiện pháp, phục vi tội nghiệp, chi sở nhiễm ô, như thị phát tâm, danh chi vi ngụy, chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận, bồ đề đạo thành, ngã nguyện phương thành, như thị phát tâm, danh chi vi đại, quán tam giới như lao ngục, thị sanh tử như oán gia, đán kỳ tự độ, bất dục độ nhân, như thị phát tâm, danh chi vi tiểu. Dịch: niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh, nghe con đường thành Phật lâu xa, cũng không sanh tâm thối chí khiếp sợ, thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như leo núi cao vạn trượng cũng quyết trèo lên tận đỉnh, như lên tháp lớn chín tầng cũng cố lên đến tột nóc. Phát tâm như vậy gọi là chân, có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong trược ngoài thanh, trước siêng năng sau lười biếng, dù có tâm tốt phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn, dù tu thiện pháp phần nhiều cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm. Phát tâm như vậy gọi là ngụy, chúng sanh độ hết nguyện ta mới hết, đạo bồ đề thành nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại, xét xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ không muốn độ người. Phát tâm như vậy gọi là tiểu. Giảng: đại sư Tỉnh Am ở trên đã giảng về tà chánh, nay giảng về chân ngụy. Niệm niệm trên cầu Phật đạo, đây là nói niệm niệm không quên, tâm tâm niệm niệm, không nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ đến việc trên cầu Phật đạo, mong cầu thành Phật, tâm tâm dưới độ chúng sanh. Thành Phật cần phải lập công, chớ nên nói không có một chút công lao cũng có thể thành Phật. Vậy thì như thế nào mới có thể thành Phật? Chính là cần phải lập công đức. Ở chỗ nào lập công đức? Chính là giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh bỏ tà quy chánh, bỏ vọng quy chân, bỏ ngụy quy chân. Nếu khiến chúng sanh giác ngộ, thì chính chúng ta đã lập được công đức ở trong Phật giáo. Nghe con đường thành Phật lâu xa, cũng không sanh tâm thối chí khiếp sợ. Nhưng mà thành Phật không phải chuyện dễ dàng. Phật đạo là con đường rất dài lâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật. A Tăng Kỳ là Phạn ngữ, dịch là vô lượng số. Ba A Tăng Kỳ kiếp là ba vô lượng số. Không những là ba vô lượng số mà còn là ba vô lượng số lớn, nên gọi là ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Vậy thì khi nhìn thấy thời gian lâu dài như thế, thì vọng dương hưng thán, nhìn biển cả thấy mình nhỏ bé, sinh lòng thối chí, sợ hãi, nói: ôi thời gian lâu dài như thế, ta làm sao có thể tu hành được. Như chúng ta tụng kinh nói: à bộ kinh này dài như thế, ta phải tụng đến lúc nào mới tụng xong, đến lúc nào mới có thể thuộc lòng. Đây đều là tâm thối chí khiếp sợ. Phật đạo tuy dài lâu, quý vị cũng không nên sanh tâm thối chí khiếp sợ, mà nên dõng mãnh tinh tấn, hướng lên phía trước, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, không quên bổn phận tu hành học đạo của mình. Thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi. Chúng sanh thì rất khó độ, bạn kêu nó bỏ đi tật xấu, nó chẳng những không bỏ mà còn tăng thêm những tật khác. Bạn xem chúng sanh thì lạ kỳ như thế, bạn muốn độ họ thì họ cứ không nhận sự hóa độ của bạn, thật không dễ dàng chút nào. Nhưng nếu bạn sanh tâm chán nản mệt mỏi thì đó không phải là chân tâm. Nếu không sanh tâm chán nản mệt mỏi thì giống như cái gì? Như leo núi cao vạn trượng cũng quyết trèo lên tận đỉnh, giống như leo núi cao vạn trượng, vạn nhẫn chi sơn, cũng nhất quyết trèo lên đến tận đỉnh. Vạn nhẫn có thể nói là vạn dặm, cũng có thể nói là một vạn miles. Cao như thế lại có thể nói là vạn trượng, tóm lại là leo lên ngọn núi rất cao, như lên tháp lớn 9 tầng cũng cố lên được tột nóc, cũng giống như bảo tháp 9 tầng cũng quyết chí lên tột nóc. Phát tâm như vậy gọi là chân, phát tâm như thế không dẫm chân tại chỗ, không nửa đường bỏ phế, có thủy có chung, đó gọi là chân chánh phát tâm bồ đề. Sao gọi là ngụy? Có tội không sám hối, người ấy vốn có tội lại giấu giếm, không hướng đại chúng phát lộ sám hối, không nói thật với mọi người, có lỗi không trừ bỏ, rõ ràng biết mình có sai lầm, có tật xấu, lại nói: ai ra, tôi làm sao được, đây là tật khí khi sanh già đã có. Không muốn trừ đi tội lỗi sai lầm, trong trược ngoài thanh, bên trong đều là tật đố chướng ngại, si tâm vọng tưởng, tham sân si mạn nghi vân vân, bên ngoài thì sắc trang giả hồ, giả bộ làm ra dáng thanh cao, trước siêng năng sau lười biếng,
Khi xuất gia tu hành, lúc ban đầu thì rất siêng năng, rất tinh tấn, rốt cuộc có thủy không có chung, sau cùng lại lơ là, lơi lỏng. Dù có tâm tốt, phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn. Tuy có tâm tốt nhưng phần đông lại bị danh lợi xen lẫn. Tại sao người ấy muốn làm việc tốt? Vì mong muốn được tiếng tốt, muốn có cái tên ngụy thiện, làm những việc gạt người, cho nên nhất cử nhất động đều là vì lợi, vì danh mà làm, không phải chân chánh vì Phật giáo mà làm. Dù tu thiện pháp, phần nhiều cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm. Tuy Phật pháp thì rất thiện, người lại ở trong thiện pháp làm những việc dâm dục, làm những việc không dám công khai với người. Như nay trong một tôn phái nọ, bừa bãi buông thả theo dục lạc, khắp nơi lộn xộn lăng nhăng, lại còn nói với người, tôn phái của chúng tôi phải là như thế, thật là hại chết người không? Vậy mà có một số người vô tri lại nghe theo mà nói, đây thật là pháp môn bí mật nhất, thằng mù dẫn thằng đuôi, đó chính là nhiễm ô. Phát tâm như vậy gọi là ngụy, người phát tâm như thế chính là ngụy. Thế nào gọi là đại? Chúng sanh độ hết, nguyện ta mới hết. Chúng sanh giới tận có nghĩa là chúng sanh đã độ hết, như Bồ Tát Địa Tạng Vương, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đó chính là chúng sanh giới hết, phiền não nghiệp hết, nguyện của ta mới hết. Độ hết chúng sanh, nguyện lực của ta mới hết, đạo Bồ Đề thành nguyện ta mới hết.